Chiếc burger này trông ngon mắt thật. Bạn muốn làm một miếng lắm rồi sao? Nhưng chán thật, việc ăn burger một cách thanh lịch gần như là không thể vì các thành phần của món này thường bị rơi ra. Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao lại thế chưa? Hóa ra chúng ta đã ăn sai cách. Cách chính xác để ăn burger đó là lật ngược nó lại. Miếng bánh mì hình vòm sẽ có tác dụng như một cái bát đựng tất cả các nguyên liệu bên trong. Không cần cảm ơn tôi đâu. Post-it là một món đồ tiện dụng, ngoại trừ một đặc điểm khó chịu. Nó cứ cuộn lại khi được dán lên tường. Nhưng khi bóc giấy từ cạnh bên, bạn sẽ không còn gặp rắc rối này nữa. Kỳ diệu nhỉ? Nếu không tin thì hãy tự mình kiểm chứng xem nhé. Vỏ chuối không chỉ để trượt thôi đâu, còn một công dụng nữa hay hơn đấy. Hãy trà mặt trong của vỏ lên giày da và rồi giày sẽ sáng bóng như khi bạn sử dụng các sản phẩm chăm sóc đắt tiền. Chúng ta chỉ có một cách để buộc áo choàng tắm thôi đúng không nào? Sai rồi, bạn có thể rút dây buộc ra, luồn dây vào hai đai đằng trước rồi buộc lại. Cách này sẽ cho phép bạn điều chỉnh mức độ chặt lỏng theo ý thích và tránh cảm giác bó thít khó chịu tại hông. Thiết kế của chai xịt cho phép bạn có thể treo chúng lên thanh treo hoặc dây móc quần áo để tiết kiệm không gian trong tủ. Ai nói rằng bạn phải bỏ lõi táo khi ăn nào? Nếu cắn quả táo từ dưới lên, bạn sẽ dễ dàng ăn cả lõi cùng với phần còn lại của quả táo. Vậy là không lãng phí nữa rồi. Táo còn có một đặc điểm bất ngờ khác đấy. Khi bạn muốn chia sẻ một quả táo với bạn bè nhưng không có dao, thì hãy bẻ nó ra làm đôi. Một số TikToker đã làm thử và có vẻ thủ thuật này cũng khá là đơn giản. Hãy quan sát phần trên của quả táo rồi tưởng tượng ra một đường cắt mà tại đó bạn sẽ bẻ táo. Đặt lòng bàn tay trái lên quả táo như thế này. Sau đó đặt các ngón của bàn tay phải lên phía còn lại của quả táo như thế này. Và bắt đầu tách hai nửa ra. Phải đảm bảo rằng tay bạn không bị trượt nhé. Ngay sau đó, quả táo sẽ chia làm đôi. Phô mai hoặc giăm bông tròn không phải lúc nào cũng nằm vừa bên trong miếng bánh mì hình vuông. Nhưng may mà chúng ta có một cách ăn gian để phần nhân của bánh sandwich được dàn đều. Hãy cắt hai miếng giăm bông hoặc phô mai tròn làm đôi rồi đặt chúng lên bánh mì sao cho mặt thẳng nằm dọc theo vỏ bánh. Vậy đấy, phần nhân đã được phủ đều. Nếu bạn thích ăn kem đựng trong hộp giấy nhưng lại không muốn tay bị lạnh cóng thì hãy dùng một chiếc ly lớn làm đồ lót và như thế bàn tay bạn sẽ được giữ ấm. Nếu bạn không có bếp hoặc không thích nấu ăn thì một cái cốc có thể trở thành trợ thủ đắc lực đấy. Các du khách thông minh đã áp dụng nhiều công thức nấu ăn cổ điển và có thể tạo ra một bữa ăn chỉ với lò vi sóng và một cái cốc. Một vài món trong số đó là yến mạch, mì ống, bánh brownie hoặc pizza nữa đấy. Hãy tự do sáng tạo ra những công thức nấu ăn mới nhé! Khi hoàn thành công việc nấu nướng và rửa bát thì đã đến lúc đặt cốc lên giá để bát đĩa. Hầu hết mọi người thường lật ngược cốc xuống như thế này. Nhưng bạn có quá nhiều cốc và không thể xếp chúng vừa giá ư? Chỉ cần treo ngược chúng lên, tại tay cầm là được. Bạn đã nghe nói về một thủ thuật đỉnh cao khi dùng cái dây rồi phải không? Đừng đổ thức ăn từ nồi vào dây, mà hãy chồng cái dây vào nồi, rồi đổ nước đi. Mẹo vặt này sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn nhiều, nhất là khi đường kính của dây và nồi bằng nhau. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Đúng thế, cái dây này còn ẩn giấu rất nhiều điều bất ngờ đấy. Nó có thể giúp bạn vẽ lên những hoa văn trừu tượng đẹp mắt dù bạn chẳng có bằng cấp gì liên quan đến mỹ thuật cả. Bạn chỉ cần đặt chiếc dây lên một bảng vẽ, rót một ít sơn acrylic vào đó, để rồi sơn chảy xuống và lan ra. Tiếp theo, hãy nhấc cái dây lên và thay đổi hoa văn theo ý thích của bạn. Bạn có thể dùng máy sấy tóc để làm ráo tranh, đẩy nhanh quá trình dán tường hoặc hong khô những đôi giày ướt. Và nếu cảm thấy nóng nực mà không có quạt hoặc máy lạnh, thì bạn có thể làm mát bằng cách dùng chế độ không khí lạnh của máy sấy tóc. Đôi khi, chiếc quần jean của bạn trở nên quá chật và thế là lưng quần cứ bó chặt vào bụng bạn. Đừng mãi chịu đựng sự khó chịu này. Hãy mở cái nút quần jean phía trên dây kéo ra, luồn một sợi dây buộc tóc vào lỗ khuy, rồi kéo nó ra như thế này. Sau đó, nhét túi quần vào hai đầu của sợi dây buộc tóc. Cách này sẽ giúp bạn đóng nút quần trong khi vùng bụng vẫn rất thoải mái. Mẹo kể trên cũng hiệu quả với váy và quần tây sử dụng nút. Hãy thử dùng bánh mì làm nồi hoặc tô. Bạn chỉ cần chọn một ổ bánh mì có hình dạng phù hợp, cắt phần trên đi, rồi lấy hết lõi bánh ra và cho thức ăn của bạn vào. Nhưng đừng quên là cái tô này không tồn tại được lâu nhé. Vì vậy, hãy hoàn thành bữa ăn của bạn trước khi bánh mì bị hỏng hoặc ỉu. Nếu không, thì cứ ăn luôn cái tô đó giống tôi này. Ngon tuyệt! Khi cuốn khăn quanh người, có thể bạn sẽ chỉ nhét góc khăn vào bên trong mà thôi. Nhưng hãy thử
quấn khăn quanh eo rồi cuộn khăn xuống dưới. Và thế là mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Giờ bạn có thể chạy nhảy mà không sợ khăn bị rơi nữa. Úi! Bạn biết hết mọi thứ về giày chạy bộ sao? Thế thì nghe này, cái lỗ nhỏ ở đây được gọi là khóa gót chân. Và nó nằm đấy là có lý do. Hãy luồn dây cùng bên vào lỗ này, làm tương tự với bên kia, rồi nhét dây ở phía đối diện vào vòng dây mà bạn vừa tạo ra. Bây giờ, gót chân đã được cố định, còn bạn thì đã sẵn sàng để chạy rồi. Container là một phương tiện tuyệt vời để vận chuyển đồ đạc đi khắp thế giới. Nhưng công năng của nó không chỉ có vậy. Bạn có thể xây dựng một ngôi nhà hay ho ở vùng ngoại ô bằng một hoặc nhiều thùng container. Phương thức này đang ngày càng phổ biến trên thế giới. Mọi người mua các container cũ và xây dựng những ngôi nhà ấm cúng có đủ các loại tiện ích bao gồm điện, hệ thống ống nước, wifi và v.v. ở bên trong. Một số doanh nhân còn sử dụng container để làm quán cà phê, văn phòng và cả khách sạn với lối kiến trúc khá độc đáo. Nếu bạn thích ý tưởng này thì nhớ kiểm tra xem container có chứa các thành phần độc hại nào hay không trước khi mua nhé. Bạn đã bao giờ mua rau xà lách tươi còn rễ chưa? Có thể là rồi, nhưng bạn có biết là mình không nên vứt bộ rễ ấy đi ngay lập tức không? Hãy ngắt phần lá mà bạn sẽ ăn, rồi cho rễ của cây xà lách đó vào một cốc nước lạnh, đầy một nửa. Sau một thời gian, những chiếc lá tươi rói sẽ mọc trở lại. Khi bạn dùng cốc đong để đổ nước giặt vào máy giặt, dung dịch đó thường đọng lại bên trong cốc đong và gây ra nhiều rắc rối. Vậy thì tại sao bạn không bỏ luôn cốc vào máy giặt nhỉ? Rồi nó sẽ sạch và quần áo của bạn cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Đừng vội vứt bỏ chai sơn móng tay bạn thích khi nó bị đặc nhé. Hãy đậy chặt nắp và cho chai thủy tinh đó vào nước nóng một lúc. Sau vài phút, sơn móng tay sẽ lỏng trở lại. Bây giờ bạn đã có thể dễ dàng làm điệu cho móng, đồng thời tiết kiệm được tiền rồi. Mẹo đến từ TikTok này khiến bạn bất ngờ đấy. Hóa ra bạn có thể giải mọi khối Rubik dù nó bắt đầu ở vị trí nào chỉ bằng hai kiểu xoay. Đôi khi, mẹo này sẽ cần thêm chút thời gian, nhưng rồi bạn cũng sẽ thành công mà thôi. Bạn chỉ cần lặp đi lặp lại các bước sau đây. Hãy xoay mặt bên trái ngược chiều kim đồng hồ, sau đó xoay mặt trên cùng theo chiều kim đồng hồ. Tiếp tục lặp đi lặp lại hai bước này và cuối cùng khối Rubik sẽ được giải ngay trên tay bạn. Mẹo tiếp theo đã đưa hoạt động bày biện trái cây lên một tầm cao mới. Hãy cắt lát một nửa quả cam, sau đó làm tương tự với táo xanh. Xếp táo và cam xen kẽ nhau để tạo thành hoa văn sọc. Sắp xếp trái cây như thế này không chỉ trông đẹp mắt mà còn giúp táo không bị ngả sang màu nâu. Và hai loại trái cây cũng sẽ trao đổi hương vị với nhau. Chúc bạn ngon miệng! Nếu chai sốt của bạn chuẩn bị hết nhưng số còn lại vẫn đủ cho một bữa ăn thì đừng vội vứt nó đi. Bạn có thể dễ dàng đẩy nước sốt lên miệng chai đấy. Hãy cầm lấy đáy chai, sau đó đánh tay theo vòng tròn như thể bạn chuẩn bị ném bóng. Nước sốt sẽ dồn lên trên sớm thôi. Nhưng nhớ phải giữ chặt nắp chai nhé, nếu không sàn nhà của bạn sẽ dính đầy sốt đấy. Điện thoại của bạn là một kho tàng chứa đầy những công cụ cũng như các cơ hội tiềm ẩn. Và đây là một mẹo trong số đó. Hãy bật ứng dụng vẽ trên điện thoại, chọn cọ và màu bạn yêu thích. Đặt điện thoại lên một bề mặt phẳng và xoay. Và khi nó đang quay, hãy dùng ngón tay chạm vào màn hình. Bạn sẽ vẽ được một hình xoắn ốc hoàn hảo bằng cách lướt ngón tay từ giữa màn hình ra các cạnh điện thoại.